36. Ba sáu. Bà chấp 4 phía xa Việt Anh với nhân Libero với Dương còn nữa không biết tên. Bà chấp 4 bên đây có Tuấn Phong, có Méo Bạc Liêu nữa. Thầy Hiếu thầy giáo, Hiếu MC và Méo Bạc Liêu chuyện 2. Còn ăn chơi. À, khó quá. Một điều. Ngoài luôn. 2-1. Làm sao em? Tí thì về học phụ huynh rồi. Có ra giúp được ra quay giùm thầy coi. Ba hai con Hiếu MC này cũng đuối quá. Trời ơi sao mà nó tối thui tối mò vậy trời. Trần công còn rồi 4-2. Ngoài luôn. 5-2. Tí thầy học phụ huynh rồi. Chừng 12:45 thầy chạy về thay đồ để đi học phụ huynh. Em vô quay giùm thầy thôi. Máy móc cây quay đồ đầy đủ nè. Trời ơi. Ba sáu. Còn chơi. 46. Đứng lên em ơi. 74. Máy móc thầy để sẵn thầy, thì em chỉ có quay với lại em coi cái máy thôi, sợ nó đánh trúng thôi chứ có gì đâu, bình thường nhiều người lắm lo gì. Ra giúp thầy chừng 2:30 thầy quay trở lại. À người duy nhất trên sân ở trần là Tuấn Phong idol. An Lập. Đi với đề ra. Ừ, nhà ngay ngã tư An Lập luôn. Trò của học trò hay. Học lớp 11. 2K5. Cùng với Phát đó. Hồi đó là kỳ khùng địch thủ với Phát nhỏ đó. Nó dưới màu khác nhỏ. Coi nào để nghe luôn em ơi Phước. Ba
Mày chuyện vậy ngon mấy ơi. Mấy chuyện dính dính cái nhịp lại nhất nhịp rồi. Bỏ cái biên kìa, có nào thủ đâu. Tường hiếu không chi quýnh gì ta. Chuyện xấu quá sao tao quýnh. Còn một tiếng nữa. Khi nào em về em ra. Má hơi méo lồng á. Từ nhỏ lên rồi. Từ nhỏ lên nãy giờ mà. Tài nhỏ xỉn xỉn rồi. Không một hả? Nhân libero. Trời ơi, anh. Một điều luôn rồi Phước ơi. Một điều. Một điều luôn Phước ơi. Hai một. Trời ơi. Ờ hiếu MC nữa nhớ. 3-1. 3-1. Mười hai, mười ba. Bảo luôn. Vậy là bảo luôn. Má ngồi nhà hỏi 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 gì trời. Tới sân chơi chứ hỏi hoài. 14-12. Ngồi hỏi gì trời. Chuyện gì hả? À? Chuyện ai quýnh hả? À? 13-14. Bảo cái cho nó sợ coi. Còn ăn chơi. Thấy là thấy còn ăn chơi rồi. Việt Anh giành chiến thắng. 15. 13. Tắc ơi, tắc ơi, tắc ơi, tắc ơi. Má. Tắc ơi, tắc ơi. Thấy nó về. Ủa mẹ, mày về đây cái đầu không á. Ai vậy? Em Quốc Đại. Chí đâu mà hỏi tùm lum hết.